Sáng mình nghe nhạc cái khi tập xịn ha. Ở bây giờ ở nhà Tập gì nghe nhạc rồi. Yến xin chào cô Kiều. Dạ, chào chị. Hôm qua có nghe giọng chị mà phải không? Ở đâu? Nghe Không có. hả? Bữa nay mới biết có lớp lật đật đăng ký chiều qua. Chứ Dạ. không có tôi khi trôi tin không có coi kỹ cái ngày qua thuận duyên cái thấy cái vô liền biết Dạ. ơn cô đã vào lớp rồi mà vẫn còn để cho đăng ký. Dạ, giờ vô ngày hay ngày nào thì mình vô mình học ngày đó. Mình tập ngày đó thôi, mấy ngày nay cũng đâu có học hành gì. Mình dỗ thông kinh lạc với các anh nè. Cả nhà mới vào, có anh chị nào mới vào thì chị cũng sẽ chia sẻ lại ha, để cả nhà cùng nhau mình nắm được. Bình thường á, mình dỗ thông kinh lạc á thì mình không hiểu sâu sắc hết cái việc mà tác dụng của cái võ thông kinh lạc này, thì trong quá trình mình võ á, cái mình đặt ý nó không có tới các anh chị làm, nhưng mà hồi trước giờ mình chưa cảm nhận sâu sắc. Thì ngày hôm nay á, chị chia sẻ lại cho các anh chị khi mà chịu học bên y học cổ truyền á, được một người thầy á, chia sẻ về cái tác dụng của thông kinh lạc nè. Thì cơ thể mình nó có 12 đường kinh, đó là 6 đường kinh tay với 6 đường kinh chân. Chỉ cần các anh chị thông được 12 đường kinh này á, thì nó sẽ kích hoạt toàn bộ cái hệ thống huyệt ở trong cơ thể của chúng ta. Thì khi các anh chị biết đó là huyệt đạo nó được kích hoạt thì khí huyết nó lưu thông tốt. Thì việc nuôi dưỡng á, khi chúng ta ăn vào một miếng thực phẩm nó cũng sẽ có cái giá trị dinh dưỡng để hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta nữa. Nên việc bổ thông kinh lạc thì rất là quan trọng ha. Thì sáu đường kinh tay là nó nằm ở mặt ngoài với mặt chân, mặt ngoài với mặt trong của tay. Sáu đường kinh chân thì nó nằm ở mặt ngoài với mặt trong của chân của mình ha. Nên khi các anh chị bổ, các anh chị đặt ý à, đó là bổ phía ngoài thì thông thông với trái tim của chúng ta, đó là tâm bao kinh, đó là hỗ trợ màng bao của trái tim ha. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Cổ các anh chị chừa hai cái khớp ra, đó là khớp khuỷu tay với lại khớp cổ tay ha. Rồi chia cái tay mình làm bốn bốn cái câu khẩu quyết giống như vậy, để tất cả các nơi đều được tác động lên hết cả nhà. Xin lỗi bạn nè, là nó mỗi một một phần tư cánh tay thôi. Mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn ha. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Hồi trước giờ có một số anh chị cái tay của mình nó chưa có linh hoạt, nó chưa mở được cái khớp mình chờ mình chưa được qua tới đây, thì các anh chị nè bỏ cái khớp chỗ vai nè, các anh chị bắt đầu từ đầu vai nè, các anh chị vỗ xuống nha, đừng có chờ mà cuộn quá vô đây, hoặc là chúng ta dỗ vùng này thì không phải dỗ cái đường giữa của tay nè nha. Mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Vỗ vào mà mình nghe nó thốn, dở ra nó hết thốn, dở tay lên nó hết thốn, nên là mình vỗ bằng khí nó đúng ha, nó tác động sâu vô cái hệ thống đường kinh lạc. Còn nếu mình vỗ vô mình dở tay ra mình thấy nó đau, đó là mình đang tác động bằng lực mà mình vỗ vào trong xương của mình ha. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Hôm qua tập cái động tác cuối cùng á, có một số anh chị chắc bữa nay ghi mình mãi hả? Lúc đầu mình chưa tập thì cũng thấy ghi mình mãi đó các anh chị. Xin Còn lỗi hết cả bạn chân cô ạ. hả, Còn hết cả chân cô ạ. Ghi nó phê lắm đúng không? Tại vì cái nhóm cơ đó trước giờ mình không có cơ hòa hội để mà kích hoạt nó, thì bây giờ á, khi mà mình kích hoạt lên vậy á, thì nó xé cái cơ ra thì nó hơi đau thôi. Các anh chị cứ tập luyện bình thường thôi, tập một hồi nó hết đau à.
mà máu huyết nó lưu thông lại là hết đau hả? À, vỡ mạch trong nha anh chị, phế kinh hay là hỗ trợ cái phổi của mình, Không sao thì tập cùng nào. phổi tốt thì sức khỏe mình tốt, da mình đẹp. Mẹ đâu uống? Dạ. Uống sáng chưa? Con ngủ nào? Dạ. Mẹ ăn sáng chưa? Không biết mẹ có tập không? Có sao là tập cùng? Mà tập này tập Da đẹp nó không chỉ có da mặt đẹp nha cả nhà, mà nó da toàn bộ cơ sao thể tập của tập mình cái đẹp. này tập 9 giờ kém Mấy ngày thôi, hôm nay ở trên doanh bảo chủ học tác mẹ động cuộc tập sống, chưa ăn à? có một số trường hợp đó Vâng. là mình chăm sóc da, mình làm cho da mặt mình nó trắng đó. Nên mọi người nhìn ở trên thì tưởng đâu là mình da trắng mịn ha, nhưng khi kéo xuống da lưng rồi các anh chị biết đó là da lưng nó bị lão hóa rồi, nó bị sần lên hết, Vâng thì cái vâng. đó là mình đang tác động cho cái mặt của mình nó trắng lên đó. Còn dưới phần thân nó thể hiện cái sức khỏe của mình đó. Nên đó là mình chăm sóc da giống như trong lớp chị hay nói, đó là mình chăm sóc cho toàn bộ vùng da của cơ thể mình đó. Nó phải da của mình nó đạt cái chuẩn của đẹp đó, thì các anh chị đã biết rồi đó, nhưng mà mình sờ vào nó có độ láng của cái làn da chứ nó không phải sần sùi nó hạt hạt các anh chị, trừ những trường hợp viêm đang lâu thì mình sờ vào mình nghe cái tay nó cộm, nhưng mà da bình thường không có viêm đang lâu mà nếu các anh chị sờ vào nó sần sùi nó không có độ tươi nhuận á, thì cái sức khỏe của mình nó cũng cần chăm sóc thêm ha. Mấy hôm nay giặt lưng ra hết là biết được sức khỏe hết. Hai đi làm mà hả hả? Đặt ý vào phi bổ các anh chị. Bổ nhanh quá chị, nó có nhịp nhàng, đó là xin lỗi bạn, đó là một phần hai cái khúc trên của tay nè, mong thông cảm là nó tới đây, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn đó, mình bổ nó đó, tại vì mình đang gửi thông điệp nói chuyện với cơ thể mình mà. Bạn cơ thể của mình phối hợp lắm, anh chị nói là bạn lắng nghe rồi xong sau đó chuyển hóa. Ai thẳng chân nha các anh chị, à, giống như chiều nói nè, đây sau đó mình kéo cái ụ mông lên, mình vuốt vậy nè, vuốt cái mông của mình cho mình ngồi lên cái ụ mông chứ đừng có ngồi lên đốt sống cục ha, rồi giữ từng bước giữ cho đốt sống của mình thẳng, mỗi ngày quan sát hai cái chân của mình coi cái độ thẳng của chân với độ khép của chân nó có sát chưa nè, hai cái chân mình khép nó có sát lại chưa, hai cái mắt cá nó có đều nhau chưa ha, cái bàn chân dựng thẳng lên, rồi các anh chị tác động mặt ngoài của chân vùng này đó là động kinh, đó là hỗ trợ dịch mật để tiêu hóa chất béo, nên nó sẽ hỗ trợ cho mình trong việc đó là hả giải phóng cái vùng mỡ vùng cơ đùi nè, với lại vùng mỡ bụng rồi nè, các anh chị bổ vài ngày thì vùng bụng của mình nó thon gọn, đùi của mình nó săn chắc lại, đá thải nó được lấy ra khỏi cơ thể của mình. Vỗ các anh chị nghe sâu vô nó thốn bên trong không? Vỗ mà các anh chị nghe sâu nó thốn bên trong mà mình nóng toàn bộ á, cơ thể của mình lên á, mồ hôi nó bắt đầu tiết ra, tuôn ra các anh chị. Thì các anh chị đã vỗ đúng. Chỗ chị Thúy Nga nè. Thúy Nga nè. Đặt ý vào vỗ chị. Vỗ phía bên ngoài chân là dưới trái gì con? Nó có nhịp vỗ, nó có nhịp, mình phân cái chân mình ra làm bốn đoạn rõ ràng được, sau đó vỗ nhịp. Dạ
Có chị nào mới hỏi em gì á? Dỗ phía ngoài chân là tốt cho gì con? Hỗ trợ cho dịch mật để tiêu hóa chất béo. Vùng này là vùng đởm kinh. Dạ. Còn phía trong cô? Dạ. Phía trong chân là sao ạ? Phía trong là vùng thận kinh. Dạ, biết ơn cô. Là hỗ trợ cái nhà máy thận đó, là lọc cái chất độc trong cơ thể mình, là chất thải mà dạng lỏng đó, thì thận nó lọc ha. Rồi các anh chị dựng cái chân lên, nếu mà mình chưa kéo sát được thì mình có thể để lay lay gì rồi sau đó mình bỏ ha, cũng bốn nhịp ha các anh chị. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Còn nếu mình tốt thì mình có thể kéo gần vô ha, càng eo mình nó càng nhỏ đó. Các anh chị mà kéo sát được cái chân vô đây là eo mình chỉnh rồi đó nè, kéo được sát được cái chân mà các anh chị ngồi được cái tư thế này là eo mình nè. Từ từ cứng, lắc đầu cái gì mà lắc đầu. Thì mình tiến dần về chuẩn, mỗi ngày mà mình nhích vô được chừng 5 cm là được xịn đó. Trên lớp của chị học lần rồi em không có chuyển nhà này hả ta, chắc bữa đó đông hay sao? Đặt ý đặt sâu vô, gỗ sâu vào. Hơi vội cái tay Chiến ơi. Nè chị có nhịp. Mình á, khi mình gõ vậy nè, mình đặt ý là mình ép nó xuống, ép sát xuống để cho cái chân mình nè nó sát vào cái tấm thảm luôn ha, xương sống dựng thẳng lên, lưng thẳng lên, còn cái chân thì ép sát xuống thảm. Đặt ý mỗi ngày mình ép cho nó sát xuống một chút. Chiều binh lên nha, chiều chiều spotlight lên nè, để cho chị Yến chị thấy được đó là chỗ vỗ này nè. Mấy ngày hôm nay chị chưa có vào trong lớp mình á, nên nó là chị không có được hướng dẫn cụ thể nè. Đây nguyên cái đoạn này là chị Yến chị quan sát giúp em ha, thì á mình sẽ chia ra đó là xin lỗi bạn, mong thông cảm, mỗi lần vỗ thì các anh chị nhích chỉ khoảng 1 cm thôi. Cảm ơn bạn, tôi yêu bạn ha, thì có nhịp vậy và mình nắm hờ cái tay mình để mình tác động vào, đặt ý để vỗ cho không có dùng lực và không cần mình phải gọi chân nè. Xin lỗi bạn, mong thông cảm, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn ha. Như vậy thì mỗi một cái vỗ vô nó sẽ tác động sâu vô cái đường kinh của chúng ta ha. Còn nếu như mình vỗ gì nè thì nó cũng có tác dụng, nên chị không tham có tác dụng, nhưng tác dụng của nó nếu khi các anh chị bổ mà các anh chị có đặt ý thì tác dụng nó sẽ sâu hơn ha. Thấy chị rồi, bổ thêm 1 2 lần nữa trên vùng thận này ha. Anh chị di chuyển xuống dưới chân, khúc dưới của cái chân, vùng bắp chuối.
Chỗ chị Liên hả? Chỗ chị Liên ép cái chân xuống có được không? Hơi cứng hả? Hơi cứng cái vùng khớp háng À, cô cứng vậy á cô ạ, không có hạ xuống được, không hạ được ạ. á, là sau buổi tập ngày hôm nay á, lấy hai cái tay dây cái vùng bẹn nha, hai cái ngón tay cái á dây cái vùng bẹn này nè, làm cho sâu vô để nó giải á, cái vùng bẹn đó cho nó linh hoạt lên. Rồi cái mỗi ngày mình đặt ý là mình ép xuống, nếu mà mình tự cái chân mình á ép mà nó chưa xuống, nó lấy cái tay á ép ra một chút, sau khi mình tập nóng rồi á chị làm thêm cái động tác cái cho chiều nha, đó là lấy cái tay dây cái vùng bẹn, rồi sau đó đầu á nè mình lấy hai cái tay này mình ép cho nó sát cái đùi xuống, để mà tới ngày cuối mình mở khớp háng cho nó thuận lợi, chứ hai cái đùi nó cao vậy rồi sao bữa ngày cuối mình mở khớp háng được Dạ. ha. Dạ Dây cô. cái vùng này nè, dây vùng bẹn nè ha, chị biết vùng bẹn Dạ. không? Ok, lấy cái ngón cái đặt ý dây sâu vô, ra thấy nó thốt quá thì thở ra một chút. Rồi bỏ vùng dưới mỏm hai lần nữa rồi mình sẽ bỏ can kinh như vậy. Rồi dựng cái chân lên, kéo sát vô, càng sát vô á, trong á là hả cái đùi của mình thì xịn. Anh chị mà có lỡ tập sau á mình bỏ chưa kịp thì mình cũng bỏ hai ba lần rồi sau đó mình sẽ chuyển động tác cũng được nữa, đừng có bỏ nhanh, đừng có vội, bỏ từ từ thôi. Yến để cái tay ngoài không được hả chị Yến? Chị chồng nha, để cái tay ngoài có được không? Chưa được hả chị? Chưa cô. À, chưa được vậy thì để chồng đi. Nhưng mà mỗi ngày đặt ý chồng ra chút xíu để ép vô. Nhiều trường hợp vỗ bằng cái tay ngoài không tới lắm. Để bên ngoài lên nó bị cong veo lại cô ạ. Dạ Và để tay phía ngoài lưng nó cứ cong rồi nó cứ đẩy tay ra. lưng cong hả, Vâng. thì cố ý đặt ý để giữ cho lưng nó thẳng, rồi sau đó vùng đầu các anh chị to tay cho thiệt nóng, 10 ngón tay mình vuốt ôm sát từ chân tóc cho tới vùng sau ót của mình, vuốt 36 cái ha, vuốt cơ bản để cho là hả vùng đầu này chúng ta đem phân đem nước lên tưới cho là nó cây cỏ trên đây nó tươi xanh lại nha. Bé thanh lọc sợ nó bị Tóc của mình khác nó đi đen mình lại tập ở bé thì tập lực ở của mình nó phục hồi tốt hơn. thì tập được cái gì tập thôi tới động tác nào tập được rồi tập Hồi xưa chiều bị cận một bên, bị mình đỡ lọn một bên á, thì chuyện mà nhìn xa cái màn hình mà xa như vậy là không thể nào được nhìn thấy được chữ, nhưng mà sợ ngày hôm nay mắt là 10 trên 10 đó các anh chị, nên cơ thể mình đó là khi các anh chị cần chăm sóc là tất cả các cơ quan trong cơ thể chúng ta đều phục hồi được hết nha. Nhiều năm mà chị không có đeo kiếng nữa. Đặt ý vuốt mấy ngón tay lòn vào trên tóc, vuốt cho nó sát da đầu. Khi các anh chị vuốt xong mà các anh chị cảm thấy cái tay mười mấy ngón tay của mình nó tê hết mà cái đầu của mình nó nóng bừng lên thì các anh chị vuốt đúng à. Vuốt giữ cái đầu đừng có khờm quá. Khờm vậy nó tác động lên đốt sống cổ của mình, nó nặng, đốt sống cổ mình phải gánh chịu cái lực nặng lắm. Từ đây sắp tới là mình giữ ý là hả, làm việc gì cũng vậy, giữ cái đầu của mình cho nó thẳng. Nếu các anh chị nghiêng thì các anh chị làm nghiêng mấy cả bé cổ mình xuống luôn đứng vậy cái nè. đầu lên Còn nếu làm chị gặp cái đầu không giống như các anh chị coi điện đêm sáng thoại mình mới hay làm đây là tầm trên tay máy vi cũng được tính gì đó mới vuốt tóc thì vuốt từ tai từ cái đốt sống người cổ bác của hai mình nó nói cũng không tổn thương. ngày nào bắn làm 300 cái đó. Vuốt lỗ tai lên 300 xoa cái mặt 300 phải là miệng 300 300 cái luôn. cho nên bạn mới nhớ bạn mới nhớ đầu óc bạn mới minh mẫn.
Ai nếm hồi nãy nhận nhiêu cái? Nhiều rồi cô, Dạ. hơn 36 rồi cô ơi. Hơn 36 ai mà muốn chăm sóc đặc biệt cho vùng đầu vùng tóc của mình thì trong ngày có thể dành thời gian để vuốt thêm, nhiều khi mình có thời gian 5-3 phút gì đó mình vuốt thêm ha, rồi xoa tay cho nóng cái vậy, bắt đầu từ mũi ha, mình đẩy theo cái sống mũi nè, cánh mũi thì bắt đầu mình đẩy theo sống mũi nè, mình đẩy lên trán, mình rẽ ra theo chân tóc nè, hai cái tay mình ép vào, ép sát cái trán cho cái trán mình từ từ nó bằng lại ha, rồi sau đó bắt đầu đi theo chân tóc các anh chị vuốt xuống mặt nè, khi kéo xuống thì hết sức nhẹ nhàng, cái tay mình chỉ áp vào da thôi, không có dùng lực ha, mình đi vậy 36 cái ha, đặt ý cho mũi mình cao lên, trán mình thẳng ra, da mặt mình mịn màng, sờ lên cái da mà mịn nó đã lắm, giống như da bé. Mỗi ngày mà tập xong vậy á, các anh chị về mình có thời gian để mình đắp mặt nạ vô một cái cho hôi, lỗ chân lông nó đang mở ra nên nó đẩy ra, nó về mình lau sạch, đắp mặt nạ vô một cái nó đã. Uống cái mặt về lai luôn ha. Thì cái tay kéo xuống mình chịu để ý nè, mình kéo qua đây cái mình vuốt cái cạnh hàm của mình nó cũng gọn. À, xong cái anh chị so tay, mình vuốt vùng cánh mũi của mình ha, nè, hai ngón tay đó là ngón giữa với ngón đeo nhẫn á, các anh chị từ trong nè mình xoay ra cho nó gọn cái cánh mũi, đặt ý đẩy lên cái đỉnh mũi nè, cái chóp mũi nè, thì từ từ nó sẽ ra cái dáng mũi rất đẹp, cái gì ở trong nó nhỏ mà ở ngoài á thì nó gọn vậy nè, theo nó theo cái chiều hình 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 nó lệch chừng khoảng 15 độ vậy đó, rồi cái đỉnh mũi của mình thì nó nhọn lên, có thể là mình chưa có cái phần xương với phần sụn nó cao nhưng mà cái dáng mũi vậy nó cũng rất là đẹp, nó hài hòa lắm với mặt của mình ha, làm mũi cũng làm 36 cái rồi cả nhà, các anh chị đặt ý cho cánh mũi của mình da nó mịn, tại vì thường da vùng này các anh chị chăm sóc chưa có cơ hội để chăm sóc nhiều, à, thì vùng da đó thường lỗ chân lông nó sẽ to và nó có nhiều mụn cáp, thì bây giờ mình đặt ý mình làm xoay cái rồi hả đẩy lên chị Vân, trắng ốc như nè, rồi cái hả đẩy lên nè, đặt đi nè, rồi sau đó mình xoay theo vòng tròn như nè, trắng ốc rồi đẩy lên, tay cho nóng lên nè. Tay của mình ngón cái đặt vào đây, ngón tay đeo nhẫn nè, mí mắt dưới đi từ trong ra, đi tới dùng đuôi mắt đẩy ngón tay thẳng lên, sau đó đi vào dưới hốc mắt, dưới dưới cái đầu dưới chân mày mình nè, nó có cái xương hốc mắt đó, các anh chị lấy ngón tay nè, các anh chị đẩy vào, rồi sau đó cầm đi vậy 21 lần, đặt ý ha, cho da mắt của mình nó thẳng ha, mí mắt trên của mình nó ra mí đẹp, da nó sát vào trong con mắt luôn. Không mà tự nhiên mà tao buông Dạ em chào cô và cả nhà. em chào chị. Chị thấy mở nghe hay là có điều kiện tập với mọi người không? Hay dùng mắt riêng, dùng mắt mình làm 21 cái, còn các cái vùng khác thì mình làm 36 cái. Rồi.
Bạn nó còn nón cái gì? Nhớ nha, đó là mình không mình dây vô tới trong cái răng trong cùng luôn nè, các anh chị lòm theo cái cạnh hàm anh chị sẽ dây được vô tới cái nguồn răng trong cùng luôn. Cô ơi, vùng tay là như cô. Vùng làm vùng mặt và lỗ tai cũng được, cái nào trước cũng được. Ngồi mình làm mặt rồi xong mình qua làm lỗ tai xong mình xuống cổ, rồi ở trên cũng vậy các anh chị, dây sau vô mấy răng trong cùng ha, tác động vô để nó đưa máu về, nó bơm máu về, nó nuôi dưỡng. Chị Vân á, chị dây cái tay ngược lại là đúng đó chị, dây cái tay ngược lại đừng có kéo cái cơ mình xuống, đúng rồi. Các chị đừng nói chịu khó nha, tại vì chịu phụ trách bên chăm sóc sắc đẹp của các anh chị nữa, nên là làm kết hợp thêm đúng cái thao tác thế nữa thì mình vừa chuẩn của khỏe mà đúng diện của đẹp. Tại vì trên lớp thay con nổi cốt các anh chị dây làm sao cũng được hết, nhưng mà ở đây mình phải dây từ trong nha, cho nó nâng cái cơ mặt của mình lên đó. Dây xong các anh chị lấy cái lưỡi của mình ha, ở trên hàm trên từ là theo chiều kim đồng hồ là từ cái răng trong cùng của bên trái, Giống như mình đây. các anh chị đẩy mạnh qua Làm gì? ôm sát hết cái núm ở phía ngoài, Lại đẩy mạnh qua bên tay đúng phải, răng trong cùng của bên rồi, phải, sau đó bắt đầu là đưa xuống cái hàm dưới là răng trong cùng của bên phải, này bị rồi bắt đầu đẩy qua răng trong cùng của bên trái theo chiều kim đồng hồ. Nhưng mà các chị làm 36 lần ha, làm chậm thiệt chậm để không thôi bị mỏi. không cần làm. Đẩy thâu vô để chúng ta hả massage toàn bộ cái vùng nuốt của mình, cái lực lưỡi của mình nó rất mạnh anh chị, nên khi các anh chị đi qua đẩy nhẹ bắt đầu nó ra hết cái vùng nuốt của mình ha, đưa máu về nuôi dưỡng lại. Các anh chị biết chăm sóc sức khỏe răng miệng nó cực kỳ quan trọng không, nó siêu siêu quan trọng không? Các anh chị mà thử răng mình đi hư, mình đi làm cái răng tốn nhiêu tiền, các anh chị đi làm hàng răng á, mà chất lượng á, bây giờ chịu nói ở Việt Nam thế à, rẻ gì cũng phải 200 triệu, còn đừng nói ở nước ngoài ha, một cái 4-5 ngàn. Còn các anh chị có thấy cả thế giới về Việt Nam thì làm răng không, tại vì ở Việt Nam của mình nó giá nó hợp lý làm chất lượng, chứ còn ở nước ngoài làm một cái răng mấy ngàn đô, mấy anh chị học mentor ở ngoài đó bên đó lần nào về Việt Nam cũng tranh thủ đi làm răng. Nhưng thay vì mình làm vậy thì bây giờ mình có cơ hội để mình chăm sóc giữ cái hàm răng của mình có mấy trăm triệu rồi ha. Đẩy sát gà lên tới đụng cái phần cơ ở trên luôn anh chị, với trên mình các anh chị làm cái động tác này cơ mặt của mình nó rất là nhuận, nó linh hoạt, xong rồi nó sẽ chỉnh đều cho hai bên, tại vì mình ăn uống mình đôi khi thói quen sinh hoạt đó làm cho mình nó là bị lệch một bên mặt, hoặc là cơ mặt của mình nó cứng, thì các anh chị làm cái động tác này nó dịch chuyển cái cơ mặt của mình nó cân đối lại. Ngồi ngược lại đi các anh chị.
Tập ý nhờ khi vỗ thấy rồi sau đó các anh chị khua găng cho tất cả các găng của mình nó chạm với nhau nha cả nhà, cảm nhận cái găng trong cùng nhất luôn nó chạm với nhau. Tại vì nếu các anh chị không sử dụng tốt cái lực cho việc nhai á, răng của mình từ từ nó bị tuột nút á. Chị con ơi, gần 8 giờ kìa con ơi. Quý trọng thời gian của mình chứ con trai. Mình ơi. Cái động tác này nó sẽ giúp máu nuôi dưỡng lên vùng đầu của mình tốt hơn các bạn nha. Ai mà thấy giấc ngủ của mình chưa ngon sâu chưa chất lượng các anh chị làm cái bài này trước khi ngủ massage hồi sinh thì giấc ngủ của mình nó sẽ sâu. Nãy dỗ dụng can mà chị quên dây ha, Tôi ngồi sẵn nên là các anh chị khuôn găng các anh chị dây lại can kinh, đó là máy máy trên của bàn chân. Thì dây thì vẫn còn thấy nó khốn, tập nhiều lần lắm rồi vẫn còn thấy nó khốn. Rồi các anh chị bắt đầu sụp nước bọt của mình nó tiết ra đó, các anh chị sụp 36 cái ha. Sụp nhiều rồi thôi đừng có phình cái má mình qua quá nó giãn, để cái mặt của mình bình thường rồi sụp thôi. Chị thấy có mấy chị phình ra quá kìa chị Nga, phình vừa vừa thôi. Rồi sau đó mình chia thành ba ngụm mình nuốt ha. Thì một ly nhân sâm buổi sáng đã uống xong. Anh chị biết việc mà hàng ngày mình ăn á, giữ được cái phơm mặt của mình nó quan trọng lắm. Các anh chị lấy một lượng thức ăn vừa phải thôi, sau đó bắt đầu á, là mình để vô miệng của mình nhai, không hở răng và không cho thức ăn tràn qua hai bên má. Thì các anh chị ăn, các anh chị sẽ để ý đó là mình nhai nó rất là nhuyễn, nhai khoảng 25 cái gì đó, các anh chị bắt đầu nuốt. Thì lúc đó tiêu hóa cơ học nó tốt, các anh chị vừa ăn vừa giữ được cái sức khỏe tiêu hóa của mình. Nhưng mà ăn nhai như vậy á, các anh chị sẽ thấy từ từ cái phơn mặt của mình nó được cân chỉnh lại, và quan sát cái cách ăn đó thì chịu thấy là hình như là quý tộc ăn như vậy đó các anh chị. Đó là ăn rất từ tốn nhẹ nhàng vậy và chậm rãi mà nhai ha. Rồi sau đó các anh chị bắt đầu xoa tay cho nóng lại, mình chăm sóc vùng lỗ tai của mình nè. Từ sau các anh chị ấy, là xoắn về phía trước theo hình tròn, mình xoắn 6 lần mình làm 6 cái như vậy. Chiều có một bài học lớn ở trong thực phẩm mà chiều qua trên danh chủ nữa. Buổi chiều á, cái thực đơn ăn miếng dăm
rất là nhiều người tiêu hóa không được, ăn vô nó bị cồn cào tiêu hóa không được, buổi tối chiều phải xử bốn mươi mấy người, sáng nay nấu cháo cho ăn. Nên cả nhà chú ý trong cái khẩu phần thực đơn của mình buổi chiều á, hạn chế ăn miếng, tại vì một số trường hợp cái cơ địa không có tiêu hóa được cái miếng đó, chịu lên mạng chịu tham khảo, sau khi mọi người bị xong chịu xử lý xong tối cũng gần 12 giờ cái về nhà chịu lên mạng chịu tham khảo thì chịu phát hiện là miếng dong á, thì nhiều người ăn vào á, thì bụng nó sẽ cồn cào, việc tiêu hóa nó rất là chậm nên không nên ăn buổi chiều. Có chế biến thực phẩm như gia đình các chị nhớ ha. Kỹ quá vậy Linh, làm được tới lỗ tai luôn hả? Nếu các anh chị nhớ các anh chị làm luôn cái động tác thì lỗ tai nó cũng được. Chiều ơi, chân em nó bên cao bên thấp á cô Chiều ạ. Ngồi này nó cái chân chân phải nó cao hơn chân trái á, thế là ngồi á, nó cái gối này nó cao hơn cô Chiều ạ. Tại vì một bên mình thuận á thì Dạ. cái độ dẻo dai nó tốt hơn, còn bên kia không thuận thì nó bị cứng. Mà ngồi một lúc là nó mỏi lắm À không ngồi được thì như mọi người. mình căng giãn ra đi, làm từ từ cơ thể mình nó sẽ quen dần vậy. Lấy sạch cái kế ra hết khỏi tốn tiền mua giấy tay nữa. Có cái hai cái cây giấy Sau đó à, sau đó các anh chị vuốt nè, đặc ý là cái ngón tay giữa vuốt sát cái vùng cơ trong này, cho vùng da của này là mình đẹp ha, đẩy lên thì mạnh kéo xuống thì nhẹ nha cả nhà. cô làm chậm để cho em nhìn, cô nhìn cô. Hả? Cô cái động tác mà vuốt mặt cô làm cô. À, cái động tác vuốt tay chứ, vuốt tay hay vuốt mặt Phút sau cùng mà cô mới nè, vuốt lỗ tai mình nè, hai cái ngón tay nè, ngón tay cái với ngón tay giữa nè, mình kẹp vào lỗ tai của mình thì cái ngón tay giữa nè là nó đẹp, sát vô vùng da này nè, vùng da mình là vùng da ít được chăm sóc ở trên cái mặt mình nè, thì mình vuốt mình đặt ý cho cái tay của mình nó tiếp xúc với vùng da đó cho nó chăm được vùng da đó, được chăm sóc thẳng da nó đẹp. Thì khi mà đẩy thì giống như nguyên tắc chăm da đó là đẩy lên thì mạnh mà kéo xuống thì nhẹ, đẩy lên thì mạnh kéo xuống thì nhẹ thôi, mình làm 36 cái nha nha. Sau đó các anh chị vuốt cổ ha, tay phải vuốt qua trái, tay trái vuốt qua phải, vuốt cho toàn bộ cái vùng cổ của mình luôn chứ không phải kéo một chỗ. Các anh chị di chuyển cái tay để toàn bộ vùng cổ của mình được chăm sóc hết. Lận gì các anh chị vuốt qua vuốt lại là tính một cái, 6 cái thì mình so tay một lần. Chăm như vậy mới da cổ các anh chị nó đẹp cũng thể hình dung. Chiều làm cái bài này cũng đâu có bao nhiêu năm đâu mà vùng da cổ của chiều tốt lắm. Có một chị lúc đó chị cũng mentor một với ở nước ngoài về, chỉ ngồi mà chỉ quan sát, chỉ nói chỉ nhìn cái cổ của chiều chứ không có nhìn cái mặt, tại vì ở tuổi của chiều mà họ trên nếp nhăn vùng cổ nó không có mà da cổ nó mịn vậy á, chỉ nói nó quyến rũ hơn cái mặt nữa. Từ đó chỉ nói mình mới bắt đầu chú ý cái cổ chứ hồi xưa thấy nó cũng bình thường. Cổ em nó dài ra cô, hồi trước của em ngắn lắm, bữa nay của em dài ra cô. Mà nó gọn lại đúng không cưng? Dạ. Chị chăm sóc chỗ này nó nuôi dưỡng cái tuyến giáp tốt á, việc điều phối năng lượng của cơ thể chúng ta tốt lắm anh chị. Ở đây là trung tâm điều phối năng lượng của cơ thể mình. Này đâu mà À, sau đó các anh chị nè, nãy giờ mình đang ép cái chân của mình ha. Có ai nãy giờ từ đầu tới giờ vẫn ngồi cái tư thế này ép cái chân sát vô gì nữa không? Các anh chị từ từ nè,
Sau đó bắt đầu là mình di chuyển cái chân của mình ha, ép sát vô, nóng vô, cái bắt đầu cái chị rút hai cái chân sát vô, rồi sau đó bắt đầu mình đứng lên đó, đứng ngon hết rồi đó, đứng lên vững chứ đứng bê bê à, khởi động từ trên hết cả nhà. Từ từ tăng bắp lên nha, di chuyển mới vô chịu quên nè, đầu của mình là lấy hai cái tay nó cào ép vùng đầu xuống cho nó căng vùng sau, căng vùng cổ sau của mình, sau đó lấy hai cái tay đẩy cái cằm mình lên cho nó căng toàn bộ vùng cổ Hãy rồi, lấy tay trái căng cái cổ về bên trái, rồi cái vai của mình nghỉ xuống thẳng ra nè, toàn bộ vùng cổ mình đã được căng ra hết, căng giãn ra hết cái gì, rồi ngược lại, rồi mình xoay đầu, xoay hết sức nhẹ nhàng cho nó thành một cái vòng tròn. Rồi, xoay ngược lại ha. Vai của mình này các chị xoay cho hai cái cổ tay đụng với nhau, mở cái cổ vai hết cỡ, đúng nè, tốt lắm đó cả nhà. Cái biên độ nó tròn luôn, mỗi ngày mình đặt ý mình làm cho nó sâu hơn, làm tốt hơn một chút. Rồi ngược lại, cũng hai cái tay này chạm với nhau, sau đó mở rộng ra, các chị từ ở trước xây xa lại sao, cái gì mở rộng cái cánh tay đúng nè, mỗi ngày nó giãn chút, giãn tới khi mà các chị cái tay mình cầm với nhau hai bên đều được, rồi các chị chấp cái bàn tay là các chị để sao này được, thì đó là cái khớp vai của mình đã được mở hoàn toàn rồi ha cả nhà. Rồi xoay xoay người, các chị xoay động tác này đẹp quá vậy, dẻo này, tắt tập hai bên nó tốt lâu lắm nè, xoay chuyên nghiệp quá. Ngược lại xe đẹp quá, rồi chân mình gần lại xe gấp gớ từ trong ra, đây ai qua bị đau vùng vùng chân của mình nè, đặt ý để chăm sóc xuống chân, đưa máu xuống nuôi dưỡng, hồi nó nóng lên rồi nó hết ra. Cô ơi, em mà hai cái đầu gối nó không khỏe thì sao Không khỏe thì tập đi, từ từ vài bữa nó khỏe. cô? Nó co ra co vào, nó kiểu nó đau hả cô? Hai cái đầu xương nó chạm với nhau đúng không? Dạ, hai cái chỗ cái xương mà ở bên trong bên ngoài đây, một cái mà mình bóp vào mình Khí thấy lạnh. huyết nó lưu thông đi, rồi ít bữa đưa cái dưỡng chất vào tạo máu, rồi cái đưa glucosamine vào để nó tái tạo sụn lại chị. Hôm đầu cô cho em một cái thực đơn dinh dưỡng em Chị còn ở là Sài Gòn đúng không? dạ. Rồi từ trong ra chị, mở rộng cái chân ra bằng vai, lấy hai cái tay mình để cái đầu gối cái sẵn dịp mình yêu thương nó luôn, gửi năng lượng yêu thương luôn cái chị, để chăm sóc lại cái đầu gối của mình luôn. Rồi từ ngoài vào, Cô ơi, cái glucosamine á, cái đó mình uống viên hả cô? dạ Cái viên mà glucosamine á cô? dạ cái đó thường là dạng viên này, xong rồi các anh chị
ai mà đứng thẳng được, bình thường thì thôi không có thẳng được chưa vững á, thì các chị có thể chống lên hông vậy nè, các anh chị đưa cái chân ra phía trước, nhìn cái chân mình mỗi ngày nhìn cho nó thẳng hơn cả nhà, căng và duỗi hết mức có thể cho tất cả ngón chân nó thẳng ra, rồi sau đó bắt đầu đó là căng cái bụng duỗi gì nè thì nó sẽ căng cái bụng cơ dưới của mình, từ từ cái đùi của mình nó sẽ gọn săn chắc lên, rồi bật lên ngược lại, bật lên thì vùng cơ trên nó sẽ được tác động, vùng cơ Nói sau là không mồ hôi. gặp duỗi cái chân đi, Ừ. khi là duỗi thì duỗi thẳng ra, gặp thì gặp Tất căng nhiên hết mức mình có đứng thể, sóng người là tất nhiên rồi các bạn. các chị Sóng xoay người cổ không chân, làm á mình làm bên thuận, bên không thuận trước anh chị, rồi mình đang làm chân không thuận bước chiều nè. em. Rồi ngược lại cả nhà. Em nói em nó thấy nó tự ái, nó không phục vụ có chị ra. Xoay khớp háng Nó từ tự trung ái tâm nhưng mà ra còn tự ái nè, đặt ý dở cái chân cao lên, này. xoay cho nó tròn đều cái khớp của Chị mình, vào đây, chị nếu có nghe lực cực gì đó thì từ từ em. vài Này này. bữa coi máu huyết cái được nuôi dưỡng lại thì nó sẽ giảm. Đâu, Nhưng mà từ 30 cái tuổi túi trở đằng lên sau là mình phải chăm sóc sức khỏe sụn khớp rồi. Hồi đó mẹ thầy thì kiểu nói thầy tí mẹ tạo bắt gì? đầu mua Thầy nói thầy em có nên uống được đủ Cosamin không? Thầy nói chị nghĩ sao vậy? Chị 30 mấy tuổi rồi mà chị không không uống Cosamin không hả? Mình nghĩ hả đâu, là mình bị bệnh gì tâm vậy? lý Cái quản gì? lý chị mic của mình cô giáo không nói không nghe thấy gì ạ? Để em kiểm soát cho. Nhiều khi mấy chị nói mấy chị không hay. À. Rồi ở ngoài xây vào. Mình mỗi ngày mình dở cái chân mình các chị sẽ thấy nó nhẹ hơn, các chị có thấy không, càng ngày mình dở cái chân mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Rồi chân ngược lại các chị, thẳng chân ra, đầu tiên mình quan sát cái chân của mình cho nó thẳng, rồi gặp duỗi, các chị sẽ để ý cái cơ của mình á nó thay đổi mỗi ngày. Ai bữa nay thấy cái vùng cơ đùi của mình rồi nó ngon hơn à. Ngày đầu tiên nhớ nha, đo đùi rồi nghe anh chị, để coi cái sự thay đổi nó như thế nào. Thứ nhất đó là có cái sự cân đối hai bên, thứ hai nữa là độ săn chắc của bụng tay với bụng đùi. Mình lớn tuổi mà các chị không có chăm sóc được tốt nữa nè, các chị dở cái tay lên cơ nó nhão nó trùng xuống, người của mình cũng vậy, vùng da nó lỏng lẻo. Mà mình chăm sóc tốt á, các chị quan sát cơ thể mình nó giống như Không làm nữa. vùng diện ở bên ngoài luôn chứ không phải chỉ tâm thái. Rồi các chị xem cổ chân đi, tảng mà sức khỏe tốt với là nó xịn lắm. Chiều thấy quan sát bản thân của chiều nè, như hôm qua chị cũng ăn cùng với mọi người á, nhưng mà chị cứ bị cồn cào rồi xong rồi thôi không có gì trên, sáng mai chị khỏe mạnh bình thường, sáng thức sớm học mentor, còn mọi người sáng ngày hôm nay hôm qua chị xử lý rồi xong ha, sáng ngày hôm nay thì mọi người ăn cháo và tập luyện không nổi, nên cái nền tảng thể chất nó quan trọng đó. Đó là khi có những cái biến cố như vậy, đại dịch rồi hay biến cố gì về sức khỏe gì đó, mình phục hồi nó nhanh hoặc là mình ít bị ảnh hưởng. Hồi xưa á, dịch Covid á, là khi mà chiều bị nhiễm Covid rồi các chị biết chiều đeo khẩu trang, chiều nấu ăn bình thường rồi mọi người nằm nằm la liệt hết, nên cái sức khỏe mình thể hiện ở những cái trường hợp như vậy đó cả nhà. Dạng ngang nhọn chân ra, anh chị xoay người mình nghiêng qua cho nó sát cái cơ đó, cảm nhận cái cơ nó xí vô trong sườn của mình đó anh chị. À, ngược lại. Mẹ học làm cái gì mẹ nó cũng kêu ra chợ mua cái gói đó mà mình đâu biết cái gì Vậy mình tôi về gần đây gò bánh mì nó có gói mạo đó.
trong nhà sao mới biết, thấy mỗi lần mà đúng Rồi, với mày xe lường nha. Xe làm sao cho mỗi ngày siết eo mình luôn, căng hết mức có thể để siết eo mình vào. Bữa nay chị thấy chắc nó giảm cỡ 2 xe nữa rồi đó. À, nhắc cái chị. Xe bên không thuận chứ. Nè, khi nghiêng qua vậy nè, căng hết mức có thể vùng bên này nha. Đứng cũng vậy, các anh chị đừng có phá khớp gối nha, cái chân mình nó hơi chịu nhẹ. Giờ mình phải đặt ý để nuôi dưỡng các vùng khớp của mình, có thời gian rảnh rảnh để chị hướng dẫn các anh chị chăm sóc các khớp tay. Đúng không? Ngược lại, căng lại, căng lại bên này nha, chú ý lúc này mình xây rồi mình căng lại bên này. À, Chú rồi để tôi mở được khớp vai của mình làm thêm động tác này đi, ôi kích cái động qua thằng phần vai. Sau đó các chị nè, đó cũng chặt đứng kinh lên vậy các đó. hai vai các chị chặt vào, các anh chị đẩy cơ lên vai lên, Con các chị siết về sau. Làm động tác thì mua mốt anh chị mặc áo dài áo vest đẹp, cái vai của mình nó ngang nhưng mà nó có cái độ thướt tha. Ta à, mình vô lộ trình tập các anh chị tiếp tục ha. 11 động tác để điêu khắc phần thân của động tác đầu tiên đó là đi lùi. Đi lùi thì như chiều hỗ trợ cho cả nhà hôm qua, các anh chị thay vì trước giờ các anh chị muốn tập đi bằng mũi chân hoặc đi bằng gót chân nhiều đó, thì ngày hôm nay chúng ta đi bằng cả bàn chân nha. Đây, từ mũi bàn chân mình ép toàn bộ cái chân đẩy mạnh xuống tới gót chân, rồi sau đó bắt đầu cái chân sau tiếp nối với tiếp gót chân trước, các anh chị đẩy như vậy và đẩy về sau, các anh chị đi tới nó sẽ tác động rất là sâu vào hệ thống cơ gân của mình nha, để xây dựng cái cơ gân của mình nó chắc nó khỏe nha cả nè. Anh chị làm cái tay mình thẳng lên, sau đó từng bước mở cái vai của mình cho nó về sau. Mỗi ngày mình cay gan một chút, anh chị không có cần phải cố gắng lắm, nhưng mỗi ngày đặt ý để cay gan lên. Biên độ mình tới đâu thì mình đi tới đó nha. À, sau đó mình đi ngược lại, cái chị một cái đi là nó sẽ tác động sâu vô hệ thống cơ gân của mình liền. Các chị có cảm nhận không? Ướng người lên, ai muốn cao nào ướng người lên, đốt sống thì thẳng lên, đầu của mình cũng giữ thẳng nha, tác động sâu vô hệ thống cơ gân của mình, ép cái chân sát xuống, từ mỗi bàn chân ép xuống dưới gót chân, ép sát xuống, ép sát xuống, siết cơ bụng mình lại. Trời ơi, eo nó nhỏ dữ. Anh chị đi 2 vòng thôi là thấy tê rồi, nó giãn cho toàn bộ. Ai mà đau đau bữa nay hết đau chưa? Đi cái động tác cái xong là chị thấy hết đau rồi đó. Rồi quay trở lại, chân rộng bằng vai, các anh chị nhún gót chân, quan sát hai bàn chân mình song song, các ngón chân nó thẳng về phía trước nha. Cái chân của mình nó hơi khuỵu nhẹ để khi mà mình nhún vậy nè, nó không có tác động lên khớp gối của mình. Ai muốn eo mình nhỏ đặt 2 cái tay chỗ eo, ai muốn mông mình to đặt 2 cái tay chỗ mông. Chiều đặt ở đây là các chị biết rồi ha. Là thu pin riêng, là thu pin riêng. Các chị cảm nhận được đó là toàn bộ cơ thể của mình nó đang được chăm sóc không? Khi mà động tác nhún gót chân này nè, mình nhún hơi lâu chút nha, tại vì động tác số 2 trong 11 động tác này đó là nhún gót chân.
nhắm cả 1 phút đi. Vâng, làm gì em thấy vui vui vậy? Có phải nhúng ướt chân không? Nhúng ướt chân là cách gì? Chúng ta hả, phải để xây dựng hệ thống cơ lưng của mình nè. Anh chị từ mà từ mỗi bàn chân các anh chị nhịp xuống, nếu mà mình làm nó sâu chút thì các anh chị khi mà nhịp xuống thì chân nó vừa chạm đó các anh chị dở lên liền, không có buông lỏng gì nha, không có buông lỏng gì, mà chúng ta đang giữ bằng cái mũi bàn chân, sau đó mình nhịp sâu xuống, nhịp sâu xuống chân vừa chạm đó thì các anh chị đã nhấc lên, đó là các anh chị giữ trên cái tư thế là nó đang nhịp chứ không phải là buông lỏng xuống vậy nha, không phải là vậy. Vậy nó sẽ tác động khớp gối của các anh chị, và các anh chị giữ cái chân để các anh chị làm gì thì tác động rất là sâu. À, à xuống chút thì cơ mông của mình nó sẽ được xây dựng tốt hơn. Còn nếu như mình các anh chị chỉ tập bình thường thôi, giữ được thân hình chuẩn thì các anh chị tập như nãy giờ. Sao? À, vỗ tay đặt lưng. Cô ơi, cho em hỏi cái động tác rung chân đấy thì gối đi, gối thẳng hay là gối trùng ạ cô? Gối trùng nhẹ, cái gối Vâng. trùng nhẹ thì nhúng hoài, nhúng hoài mình cũng có cảm giác là nó tác động gì đến gối nữa, mà nó đang tác động vào vùng này nè, đó là khớp háng của mình ha. Rồi duỗi tay gập lưng như thế vậy, tay mình thẳng lên, khi mà mình gập xuống thì mình nhớ thở ra, mỗi lần gập xuống vậy á, thì cái tay mình sâu hơn chút, nhớ là cái chân cũng khều nhẹ ha. Một, hai, ba, bốn, năm, căng người lên nè, căng người lên cái gì, sáu, bảy, tám, chín, 10, giữ cái chân mình thẳng nha các anh chị, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Cái 21, hả? 22, Có 23, gì 24, em nghe năm bà giáo con không? sáu, năm bảy, năm tám, năm chín, 30, 31, 32, 33. Các anh chị căng xuống nè, kéo giãn cái vùng đốt sống này ra nè, để toàn bộ vùng nè, vùng trên của mình nè, nó được sắp xếp lại hết các anh chị. 34, 35, 36. Rồi các anh chị đứng gần cái chân lại, các anh chị lấy tay chạm đất, mỗi ngày chạm sâu xuống chút cho chân, Khác với lại cô. hai cái chân gần lại với nhau, tay mình chạm đất, mỗi ngày chạm sâu xuống chút. Cổ của mình mà chừng nào á, cái đầu của mình mà nó tiến gần về đầu gối là căng hết mức có thể phía sau cái chân mình nè. À, đã không anh chị, nhúng gót chân, mỗi lần chuyển động phát nhúng gót chân cái nha, nhớ hai chân đứng song song, các ngón chân thẳng về trước. Như quan sát ở đây là chị thấy dáng như mẫu hết rồi. Lao lên, nằm xuống, cuộn toàn bộ phần lưng của mình nha các anh chị, từ vai các anh chị cuộn xuống tới cái má mông của mình luôn.
Rồi sau đó bật người dậy thì là bật tới một nửa cái mông của mình ha, cuộn hết cái lưng của mình ngược lại, một hai, cuộn hết cái lưng của mình, ba, bốn. Khi tiếp đất là không có được đụng vô cái xương cột nha chị, mình tiếp đất bằng mắt má cũng mong. Năm, sáu, bảy, tám, chín. Bữa nay cái cuối cùng là mình bật mình đứng dậy luôn nha. 10, 11, 12, 13, 14. Hôm qua các chị nào đó nói là khi bật lên không được, bữa nay bật lên được chưa? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hồi lúc trước giờ các anh chị nghĩ là nằm xuống ngồi lên là một cái đúng không? Em vừa tính một cái. 21, 22, 23, 24, 25, là trong mệt á, nó lâu lại vậy. 26, cố gắng lên chút nha, mắt các chị. 27, ai mà chưa theo kịp đó cố gắng lên chút. 28, 29, các anh chị xong sớm thì cứ ngồi dậy sớm. 32, 33, Ngày hôm qua em bật không được, bữa nay em bật được rồi cô. 34, đúng rồi, cố gắng chút là được. 35, rồi cái cuối cùng ngồi dậy luôn nha các anh chị. Cổ em bị mỏi ở đằng sau quá cô. Tại vì gồng á, buông lỏng cơ thể của mình ra giống như con lật đật vậy đó, là nó cứ lật lên lật xuống như này, nó cứ lật qua lật lại lật qua lật lại. Lật xuống cái bụng nó đứng không cô, đã không cô?
không cô? Dạ Lúc mình không, lăn xuống đầu mình có sát sàn không cô? cái đầu không có sát sàn, vừa chạm xuống cái là bật vậy à, bật là bật cái cơ vai nè chứ không phải gồng cái đầu để bật. Bật cái cơ vai thì sau này chị bơi nó sẽ tốt, còn gồng cái đầu á là sau này mình bơi mình cũng bị ngồi mỏi cổ giống vậy đó, nên Dạ. nó là hả dùng cái cơ vai của mình để bật lên, mai làm Dạ. lại để ý dùng cái cơ vai của mình bật lên chứ không phải gồng cái cổ ngồi vậy nha. Với lại nó quan trọng là lấy cái thế, vừa chạm xuống nó bắt đầu lấy cái thế mình cuộn lên liền. Chị Hồng sao chị nhún lại vậy, em thấy là chị Hồng hai có hai chị Hồng Minh là chị Hồng lắc xong giữ trục đây, một chân cái chị đưa lên mắt nhìn thẳng về trước. Không muốn mình nghiêng như là chết chị chứ không phải là nhảy, mắt mình nhìn thẳng về trước, đầu mình giữ cố định, cái chị nhịp cái chân xuống thì cái tay cái chị di chuyển theo cái cơ hông của mình á, cái chị làm sao mình dương được là mình có một cái cây trục á, nó cố định nó lõi chính giữa, rồi sau đó thì mình xoay xung quanh cái cây trục đó. Chân mình nhẹ nhẹ nhàng thoải mái thôi, anh chị nào mà chọc tròn thì mình làm nhanh chút, còn ai mà cần tăng cân thì làm chậm chút nè, Tay ai mà tăng nhóm ngược chiều thì làm chậm chút. Mình đang chụp hình thể mà nên nó là có hai cái chuẩn chuẩn trên xuống là chị sẽ sao dương lên, thì nhóm không là mất chuẩn ở trên xuống thì được làm như nhau, rồi còn chuẩn ở dưới lên thì làm chậm gì thôi. Nè các chị xoay xoay người chứ không phải nhảy nhảy nè, xoay giữ cái đầu cố định. Và các anh chị làm đó, các anh chị kết nối từ thân lên tới trên vai luôn nè. hết đi rồi vô bộ điện thoại quậy giờ hết đi lấy gì coi ga Sau đó bắt đầu mình sẽ nhún gót chân. Ai tập với Thúy vậy Thúy? cô gái tập với mẹ rồi. Cô ơi, cho em hỏi với à. Dạ. Khi mà mình nhún chân cho bên nào xuống thì vai bên kia cũng quay về hướng bên chân nhún đấy đúng không ạ? À, Tức là nó cùng một hướng đúng không ạ? Tức là rồi. chân ấn Cùng xuống hướng vai nhẹ là nhàng mình. thì nó mới lắc được. Dạ vâng ạ. Mình nhịp cái đó là cái eo của mình nó lắc theo mình luôn nè. Chị là người chủ ủy quyền anh. Cô 65 kg rồi con. Thấy tròn lên đúng không? Thấy da bẻ căng lên hết đẹp lắm. Dạ biết ơn cô, em bữa giờ cũng ngưng đâu rồi Rồi xong tới mình đó là xoay người nghe cả nhà. Các anh chị một chân trước, đó là mình bước chân trái của mình lên. Xoay người thì cái động tác này nó sẽ giúp ổn định cái thần kinh của mình ha, giữ vững cái thăng bằng cho chúng ta. cô ơi. Hôm qua em có bài học tâm đắc ngộ ra đó cô, Hả? hôm qua em có bài học tâm đắc ngộ ra đó. Dạ chỗ miếng biết cái miếng hơi nhỏ chị chia sẻ đi, chị có thể mở miếng tên lớn chút để cả nhà nghe rõ hơn. Dạ
Hôm qua em có bài học tâm đắc nội khoa, xin phép cô cũng ở nhà cho em được chia sẻ. Dạ. Hôm qua em thấy đúng là vì yêu thương mình chuyển hóa đó. Thật ra là nửa tháng nay em cũng chia sẻ xong em cũng không có tập về thăng. Cái tự nhiên nghe tin cô Triều có lớp em vô liền. Nghe tin cô Triều có lớp xong là em vô liền. Nè một xíu nè, khi các chị quay ra thì là các chị siết liền cái eo mình lại liền, rút cơ lá sàn đậu lên siết người. Rồi hôm qua tập luyện thì cảm nhận như thế nào? Cho nên em thấy thêm một lần nữa em tâm đắc đó là vì mọi sự chuyển hóa bắt đầu từ yêu thương đó, và mình chứa được ai xong là cái làm mình chứa được họ đó, tự nhiên mình có cơ hội để trưởng thành. Quay ngược lại, giữ cho cơ thể mình được thăng bằng. Hôm qua em gõ thêm cái góc thông tin lúc mà làm động tác của Lan đó cô. Dạ. Bình thường thì em làm đâu 2 phút mấy thì thấy cũng hơi đuối đuối chút rồi, nhưng mà hôm qua cô nói cái góc thông tin đó là mình bị cái lực trái đất nó hút xuống thì mình phải tạo ra một cái lực để nó nâng lên á. Dạ. Cái tự nhiên em làm thấy 3 phút mấy luôn. Dạ thì bình thường mình thấy mình đuối nhưng mà cô nói là tạo cái lực cho nó kéo lên, cái ngược lại cái tự nhiên mình làm mình thấy nó ngon lắm. Chị cần đạt 5 cái chuẩn của sức khỏe là cơ thể mình xịn. Có lần chị muốn chia sẻ việc tập luyện sự mà chăm sóc sức khỏe với lại chăm sóc sức khỏe của mình là giống như ăn cơm hàng ngày chị. Nên mình đừng có nghĩ thôi ngày hôm nay không tập mai tập, không tập một ngày là mình đang không chăm sóc sức khỏe mình một ngày. Rồi quay trở lại, ai mà bị chóng mặt hay là bị say say gì đó cứ đứng lại, cứ bị nhún bất chân đi là tường lại, khi đứng lại chú ý liền hai chân song song, các ngón chân thẳng về trước để chỉnh cái diện chân của mình liền. Em có một cái trăn trở đó, lớp sắc đẹp thì không đủ thời gian để cho mọi người là kiện toàn cái phần thân của mình, tại vì sắc đẹp của mình nó liên quan tới tâm trí thân và nhan, nhưng mà ở lớp là chăm sóc da lớp điêu khắc mình mới làm được phần nhan thôi. Nếu các chị về có tập luyện thì từ từ nó sẽ trọn vẹn cái phần nhan nhưng cái phần diện của thân á, thì là ở trong các lớp sức khỏe các chị có được cái phần thông tin rồi, bây giờ còn cái cơ hội đó là mình làm sao cho những gì mà mình học tập á nó là của mình hả. Thì là em suy nghĩ tới việc đó là hay là mình làm một cái lớp để điêu khắc cái phần thân, đặt cái tên thì cho nó có hình ảnh tâm trí rõ ràng, mọi người cứ hỏi là điêu khắc phần thân là sao, là chị nói tất cả các bài tập này mình tập hết rồi có không có xa lạ gì hết á, nhưng khi mà mình có hình ảnh tâm trí đó là mình đang điêu khắc lại phần thân của mình thì trong mỗi bài tập mình sẽ rõ cái thông tin bài tập đó, ví dụ đi lùn nó có lợi ích gì, nhún chân nó có lợi ích gì, lăn lưng nó hỗ trợ cho mình như thế nào. Thì 11 động tác kết hợp này thì chiều tập thời gian qua chiều quan sát đó là toàn bộ phần thân của mình á, ngày vì các anh chị á, là test được cái sức khỏe của mình toàn bộ từ đầu tới chân, thì mỗi một động tác các anh chị tập thì các anh chị đó là chuẩn lại cái dáng của mình rất là nhanh, nên đó là chiều sinh ban điều hành là cho chiều làm cái lớp này, thì thuận duyên anh chị nào vào được giờ này thì vào, mà không vào được thì mình coi lại video hoặc là mình biết ai thì mình hướng dẫn lại, cũng cơ hội để mình chăm sóc sức khỏe cùng với nhau trong cộng đồng, người biết thì chỉ cho người chưa biết rồi cùng nhau làm một cái môi trường, những cái năng lượng nó chuyển hóa đặc biệt đó với chị. Hồi đó cô Minh nói với chiều hoài, hồi học doanh nhân lần trước thì chiều không có học xuyên suốt giống như cô Minh là ở trong đó, chiều chạy lên chạy xuống chiều học, nhưng mà các anh chị ở trong lớp đó học và chuyển hóa như thế nào chiều đi tới chiều tập luyện cái kết quả y như vậy. Nên cô Minh hay nói là mọi người ở dưới là lớp MBC hồi xưa là học viện doanh nhân đó, là chuyển hóa thì sao, là chuyển hóa y chang vậy, mặc dù với mọi người tập luyện đi cùng cái năng lượng của cái chúng anh chị trăm mấy người này mà hả đẹp lên không thể hình dung, khác biệt cách biệt đi thì các anh chị sẽ thấy ảnh hưởng cái năng lượng đặc biệt đó. Ta nhìn mình cái ta tự nhiên ta không có còn lý do để không tập luyện nữa, có nhiều người không tập luyện không có gì chứ, bận không có thời gian dậy sớm không được, chỉ có mấy cái lý do đơn giản vậy thôi à, thì là lúc đó ta không còn lý do nữa,
Đây. Quá kinh dị. Đây. Chân của mình rộng ra ha, bằng cái thảm của mình. Các anh chị thẳng hai cái chân của mình, hai bàn chân song song, giữ chắc phần thân dưới, giữ vững phần thân dưới. Các anh chị chỉ hoạt động từ khớp này trở lên thôi ha, giữ vững phần thân dưới. Rồi, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, cái phần dưới này các anh chị, mười, xong vào cái mông mình hạ xuống, ép hai cái gớp xuống giữa hai cái khớp háng mình nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, nhịp xuống anh chị. Cho nó căng hai cái đùi ra. Nhún gót chân. Hai chân song song. Các ngón chân thẳng về trước. Chân của mình thẳng đi, không cần chữ V các anh chị. Trước tiên mình giữ cái nó cố định nên các anh chị muốn tập sâu hơn thì cái chân nó sẽ chữ V. Khi cái chân chữ V là cái đầu gối các anh chị không được cao tới mũi chân. Thì cái đó mình tập chuyên cho mông rồi. Cái bài quát đó thì chuẩn cho mông. Còn này các anh chị tác động lên vùng cơ lưng cơ mông luôn. Nhưng mà đặt ý cho vùng cơ mông thì nó sẽ tác động sâu hơn, chứ cơ lưng các anh chị cũng được tác động luôn. Từ từ các anh chị mặc áo, mình mặc áo lót nè, các anh chị sẽ không còn một miếng nào nó phẳng, không còn một miếng mỡ nào nó sửa đen hết, siết chặt, nhìn ở sau lưng nó giống như 18-20 vậy. Còn nó lờ lờ cái cục thịt nó lên là tự nhiên thấy mình như mình tuổi của phụ huynh liền luôn. Còn giờ tuổi học sinh. Hồi là hồi em tơ một á, tổng kết mà chiều đi Phú Quốc mà chiều chỉnh được cái thân của mình, khi mà chiều mặc đồ đồ bơi á, ra hồ bơi chiều ngồi chiều chụp ảnh á, tự nhiên về chiều quan sát tấm ảnh á, chiều thấy nó có hai cục thịt dưới đây nè. Trời trời, chiều nói chuyện gì vậy trời, tự nhiên sao nhìn cái phần đó nó lão quá dữ vậy. Xong cái tới chừng đem ra buông cái hình lên cho thầy coi thì phát hiện đó là vùng cơ sườn của chiều á, nó bị bõm cái gì nên nó kéo cái phần ngực mình ra, sao nó đùng cái cơ đó. Thì khi mà chỉnh rồi cái chiều chăm sóc thì thời gian nó đẹp lại, nhưng mà mình quan sát vùng cơ lưng của mình mà bị mở mặc áo nó tặng nó vậy là không có đẹp. Rồi hết đất cho anh chị. Chiều mà động tác hết đất là chiều thành thành công là chiều xịn lắm, mà trước một cái cũng không hết được, bây giờ hết được 36 cái mà như vậy vậy. 1 2 3, không có khóa cớp tay nha các anh chị, 4, khi mà cái tay mình xuống ép hai cái cơ nâng vai cho nó sát càng sao, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18. Mình xì cái hơi ra vậy nó cũng có cái lực cho mình. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Các chị ghi nhận mình đi, chỉ cần mình hạ xuống đẩy lên được là tính cãi. Ôi, mỗi khi em hít đất em lại cứ để tay song song, tức là lúc mình gập xuống mình song song với cái hai bên lườn chứ không phải sang hai bên, có được không ạ? Song song vậy hả? Đây là, tức là cô nhìn em nhá. Song song là mình hạ cái cơ thể của mình giữa hai cái tay có được không? Này ạ. Đâu, cho chị coi đây. Tức là hai tay kẹp ở hai bên lườn ạ. Làm sao? Này này. Chứ không sang hai bên này nhá. À. Em sẽ kẹp vào như thế này này. Chị cảm nhận là cái phần cơ thể mình hạ sẽ được tốt vậy là sức khỏe chị phần cơ da nó tốt đó. Rồi làm như thế cũng Phần tốt cơ chứ. da của em nó chưa có đạt chuẩn nên đó là em phải hướng người về trước một chút vậy đó. Tức là cái tay đặt song song này này cô này. Tay nó song song luôn hả? Rồi ạ. Chị chống chị hạ xuống thì chịu coi cho ta bị khóa cánh tay hay gì nhé. Ok. Ôi vậy là thể chất tốt lắm rồi xịn. À thế ạ. Em lại cứ tưởng phải làm như cô. Không, chịu chưa có đạt chuẩn hết đó. À vâng ạ, biết ơn cô ạ. Để chịu cay ghen lên. Rồi, đá chân sải chị. Không ngờ có ngày cái chân của mình nó thẳng như vậy ha. Để cái chân tay xuống. Rồi, xiết cái cơ bụng ha. Xiết cơ bụng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duỗi cái chân ra. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72. Rồi ngồi dậy. Kéo chân mình vô. Sau đó hãy đứng lên. Gót chân thẳng chưa? Cả nhà đá hôm nay vẫn hay thấy cái chân mình nó thẳng hay chưa? Căng hết cái chân mình ra, sau đó các anh chị linh hoạt, các anh chị càng hạ càng thấp thì cái cường độ nó càng cao nha. Khi mà chân mình nó khỏe lên là các anh chị hạ thấp xuống. Nay tự tin dở bụng rồi ha. Chị Hồng Em nè. ạ. Em ạ cô. Hồng ở trên. Chị thấy ở trên có một thằng Dạ. mặc áo vậy đó, mình tập nó mới xịn, hay là chiều ngày mai cũng phải mặc áo gọn gàng để tập.
Mai gom mặt đây con. Cho nó có động lực. Rồi, lăn cái gì vậy? Chặt hai cái tay lại nha. Không, chặt thế. Một. Hai. Đưa kháng lực lên nha các anh chị. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mắt nhìn thẳng về trước anh chị 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 à, mạnh dạn đứng lên nhúng gót chân. Thấy bữa nay tốt hơn hôm qua chưa? Chừng nào người của mình nó thẳng như một tấm ván là mình xịn. Mông càng thấp thì càng tốt nha. Từ vai đến chân mình nó phải là một cái đường thẳng như một tấm ván vậy đó chị. Rồi, thay gần đỡ cốt cho cả nhà, bữa nay mình tập 7 lần nha. Một. Xiết bụng vô, xiết cơ đáy sàn chậu, hút cơ đáy sàn chậu lên. 10 ngón tay của mình tập trung ở 10, ý của mình tập trung ở 10 đầu ngón tay. Rồi thôi, sau đó mình mới xì hơi ra vậy. Hai. Ba. Bốn. Căng hết mức có thể các ngón tay của mình để chị cho nó dẫn khí ra đó. 5 6 lâu chút nha cả nhà. Siết nhẹ cơ bụng, hút cơ đáy sàn chậu lên. Mở cánh tay mình ra. Thôi. Chị nhúng gót chân dài sáng luôn. Đã không? Mồ hôi ướt như tắm không? Rồi những trường hợp mà cái chân chưa sát xuống đó, dây nè đang nóng nè, dây hai cái bụng bẹn của mình, lấy ngón tay cái ngồi xuống dây hai cái bụng bẹn của mình, lấy cái tay mình ép ép như hôm qua chị nói đó, đó là hả các anh chị ngồi xuống xong rồi bắt đầu á kéo cái mông ra ngồi đó, bắt đầu mình dây dây cái bụng bẹn của mình ha. Rồi mình hít vào, sau đó mình thở ra thì mình ép hai chân mình vào. Đưa cái kháng lực các anh chị. Hít vào. Sau đó thở ra.
mạnh xuống, làm cho nó nóng vài cái, các anh chị ép sát xuống, ép sát xuống, sát xuống nè, gướng mình về trước là các anh chị nằm xuống gì, các anh chị bật ra luôn để mở khớp háng luôn cũng được nữa nè, như nè. Nhưng mà này không phải tư thế của mở khớp nên mình đừng có mở khớp tư thế này. Nhưng mà các anh chị có cảm giác là hai cái chân mình nó rộng ra vậy nè, nó dẻo xuống á, thì mình gướng người về trước nè, chỉ cần hai cái tay chân các anh chị giãn ra, ngày cuối mình sẽ mở ha. Rồi những anh chị á, mà cái khớp háng của mình á, nó còn cái chân mình còn cao, khớp háng mình còn cứng á, mình làm vậy rất nhiều đi ha. Ép, các anh chị ép chừng khoảng 10 cái nó bắt đầu mới nóng lên là các anh chị mới đè xuống được, đừng cố gắng giữ cho cái xương sống mình nó thẳng lên, đừng có khom vậy, giữ cho xương sống mình thẳng lên. Đưa kháng lực này, khi các anh chị lên đó, thì các anh chị đưa từ trong ra để cái kháng lực nó đẩy ra ngoài lại, rồi sau đó bắt đầu mình dùng ý để mình bật cái chân lên, sau đó bắt đầu hạ xuống thì đưa kháng lực ở ngoài, hạ xuống đưa kháng lực lại bên ngoài ha. Rồi biết ơn cả nhà ha. Biết ơn cô giáo. Về không các anh chị? Về quá. Cô giáo, về quá trời luôn cô. Về quá luôn đúng không? Chiều cũng thấy phê luôn á. Dạ, đi đến cô ạ. Biết ơn cô. Biết ơn cô nhiều. Biết ơn cả nhà. Biết ơn cô ạ. Tạm biệt cả nhà nha. Anh chị nào mà chúng ta cần tập lại luyện thêm thì cố gắng thêm chút xíu mà tập luyện thêm ha. Dạ. Biết ơn cô. Dạ, đi đến cô ạ. Biết ơn cô. Rồi, chị tập xong có nha. Tác dụng phụ, tập xong có tác dụng phụ là sẽ thành người mẫu. Đang ở đâu đó người đẹp. Dạ đang ở nhà. Dạ, nhà. Cô chào cả nhà. Dạ, chào cô, chào cả nhà. Các anh chị tập luyện rồi xong sáng dậy ngày mai quan sát cái sự thay đổi của bản thân của mình ha. Mỗi ngày đo cái chỉ số ghi vô, chiều dặn các anh chị có làm không? Về làm luôn. Mỗi ngày á, đo cái eo mình siết lại chút, ghi chữ số mới vô, mình ghi vô đó mình không thấy thay đổi là tự động mình sẽ làm cho nó hiệu quả hơn à. Mỗi ngày đo coi mông nó dạ tăng lên nhiêu rồi. Eo sao? Ngừng sao? Nó có săn chắc được chưa? Mấy chỉ số đó các anh chị lấy cái viết ghi vô hàng ngày, đo hàng ngày cho chiều. Nè. Ủa, bắp tay bắp chân. Làm hàng ngày đi các anh chị. Thì 10 ngày sau các anh chị sẽ biết kết quả như thế nào à. Thành một phiên bản mới. À, biết ơn cô chiều. Bye bye. Bye bye. Chào cô. Chào cô. Tạm biệt cô. Tạm biệt cả nhà.